Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. RTX 3090 mình đã có được một em ở đây. Thì phiên bản RTX 3080 ấy nó rất mạnh, mình chơi game độ phân giải 4K nó cũng rất ngon. Thế nhưng ở một số tựa game ấy nó cho mình cái cảm giác là nó vẫn chưa thể nào mượt mà được. Vì thế chúng ta cần phiên bản nó mạnh mẽ hơn. RTX 3090 chính là phiên bản đấy. Khi mà lần đầu tiên NVIDIA đã đưa một lượng VRAM cực kỳ lớn, 24GB VRAM lên một sản phẩm GeForce, và mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng độ 1.499 đô chưa thuế. Tức tại thời điểm ra mắt, NVIDIA đề xuất như vậy, mức giá của nó quy tiền Việt rơi vào khoảng từ 33 đến 34 triệu đồng, tùy từng vào cái mức giá của đô la Mỹ thời các bạn quy đổi. Có thể là các bạn hôm nay các bạn quy đổi ra 33 nhưng hôm sau lên 34, đây chuyện bình thường. Và phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản từ thương hiệu Gigabyte, nó phiên bản custom lại, nó sẽ không có cổng 12 pin đặt ở vị trí vô cùng thông minh đặt ở giữa cạc. Anh có tưởng tượng xem đặt ở giữa cạc đi giày, thẻ trông nó thiếu thông minh thực sự. Thì với cái phiên bản này nó vẫn sẽ sử dụng các cổng cấp nguồn 8 pin và mức giá đề xuất của hãng nhất tại thời điểm mình làm video mình nghe phong phanh được là rơi khoảng 49.500.000 đồng, gần 50 triệu đồng cho phiên bản. Và đây chưa phải là phiên bản cao cấp nhất, đây chỉ là phiên bản các bạn cứ tưởng tượng đến phiên bản WinForce, tức là một phiên bản tầm trung thôi. Phiên bản cao cấp hơn là phiên bản Aorus Extreme, và phiên bản Aorus có tản nhiệt nước ấy, thì mức giá của nó theo mình nó sẽ đắt hơn tương đối đấy. Chúng ta phải bỏ ra để sở hữu một lượng kiểu công nghệ mới mà. Thì bây giờ mình sẽ đề cập một chút về phần thiết kế của cái sản phẩm này. Trước tiên thì mình sẽ đề cập tới cái phần thiết kế. Thay vì các phiên bản WinForce thông thường, các bạn sẽ thấy là nó vẫn có ba quạt như này, thế nhưng mà trông sẽ rất hở, trông nó không có cái sự liền mạch một sản phẩm cao cấp. Thì với sản phẩm lên tận 50 triệu này thì Gigabyte đã thay đổi một chút về phần thiết kế. Ở cái phần bo mạch này nó vẫn rất ngắn giống như cái phiên bản tiêu chuẩn của NVIDIA thôi, thế nhưng ở cái phần bề ngoài của nó, tức cái khu vực bao bọc này, nó đã dài hơn tương đối rồi. Như thông thường các bạn thấy này, khu vực tiếp xúc ở gần hai quạt này và các phiên bản WinForce khác, tức là WinForce thế hệ cũ ấy, nó sẽ mỏng hơn như thế này tương đối. Thì bây giờ NVIDIA hoặc là kết hợp với lại Gigabyte đấy, nó sẽ làm phiên bản nó dài hơn. Theo như mình thấy nó sẽ dài hơn khoảng chừng gần 5cm khi so với thế hệ tiền nhiệm. Và phần mặt trước, cái phần treo ống đồng này, nó cũng đã phủ kín hơn rồi. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là hai cổng cấp nguồn 8 pin này, thay vì nó đặt trực tiếp vào bảng mạch thì bây giờ nó đã được nối dài ra đây, có dây nối ở đây, và ở cái khu vực này này nó sẽ được gia cố thêm để giúp cho các bạn rút ra cắm vào nhiều nó được chắc chắn. Không biết là mình nói vậy có đúng hay không, nhưng mà theo như mình nghĩ thì thế là một sự lựa chọn tương đối ấn tượng. Và phần đằng sau mình backplate này làm từ kim loại, nó đã dày và chắc chắn hơn, thiết kế của nó cũng đẹp hơn. Đây dòng chữ GeForce RTX, đương nhiên nó sẽ không có led rồi, đây dòng kiểu dòng chữ sần mình có thể sờ vào được. Và đây khu vực các bạn có thể nhìn được các hệ thống heat sink tản nhiệt. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 ống đồng. 7 ống đồng này thì nó sẽ không được sơn gì cả, nó vẫn là 7 ống đồng bình thường thôi. Các cái lá nhôm rất dày đặc thì chúng ta sẽ được chia ra. Ở đây mình nhìn thấy là có 4 ống đồng về ở phần đuôi này và 3 ống đồng về mặt trước, để cách chia sao nó phù hợp nhất. Và cái tông màu của nó thay vì một màu đen tuyền, tức là không bất kỳ thêm màu khác nữa, thì bây giờ nó có một màu gọi thêm một chút màu xám. Thì đây ở phần màu xám và sau mình backplate này, màu xám ở khu vực logo Gigabyte. Logo Gigabyte này là logo có led RGB, các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh qua phần mềm. Tiếp tục lại phần cánh quạt, ba cánh quạt vẫn là ba cánh quạt kiểu cũ thôi. Đây công nghệ WinForce, hai quạt đảo chiều. Đấy, một quạt thì nó xoay ngược với chiều còn lại để tối ưu lại luồng gió. Và logo của ba cái dòng logo Gigabyte này nó cũng là ba logo màu xám luôn, nó có họa tiết phay xước giả kim loại. Về phần cổng kết nối thì sản phẩm này sẽ có tận 3 cổng DisplayPort và 2 cổng HDMI, tổng cộng 5 cổng kết nối và sử dụng 2 cổng cấp nguồn 8 pin như lúc nãy mình có nói. Thì cái bộ nguồn đề xuất của NVIDIA công bố nó sẽ rơi khoảng chừng 750W. Bạn nào mà đang sử dụng bộ nguồn 750W rồi thì không phải nâng nguồn, có bạn nào có bộ nguồn nó hơi yếu một chút, theo như mình nghĩ thì nên nâng một bộ nguồn nó tuyệt vời hơn. Gigabyte có sản xuất cả nguồn đấy, các bạn có thể tham khảo thử nguồn Gigabyte xem như nào nhé. Trước khi đi vào phần trải nghiệm hiệu năng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút về phần công nghệ trên RTX 3090. Thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị đến tận 10.000 nhân CUDA. Thực tế ra thì phiên bản 3090 nào nó cũng 10.000 nhân CUDA thôi. Nó khác nhau ở cái dung nhịp boost cơ bản thôi. À, dung nhịp boost tối đa chứ nhầm. Thì phiên bản Founder Edition dung nhịp boost tối đa của nó sẽ rơi khoảng độ 1.700, còn phiên bản custom lại đương nhiên nó sẽ cao hơn rồi. Thì mẫu card họa này nó có tận 24GB VRAM, một số lượng VRAM của nó cực kỳ lớn, trong khi đó RTX 3080 nó chỉ có khoảng 10GB VRAM thôi. Và một điều nữa đó chính là tính năng NVLink hay là SLI thì nó chỉ xuất hiện trên dòng 3090 thôi, còn dòng như kiểu RTX 3080 trở xuống nó sẽ không còn nữa. Thì không biết lý do tại sao nhưng mình nghĩ đây có thể là một sự khẳng định cho những sản phẩm nó giống như thế này, nó sẽ phù hợp với nhu cầu chơi game. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ là một sản phẩm tương đối phù hợp để làm việc, bởi vì cái dòng Titan RTX ấy, nó có mức giá của nó rất cao, trong khi đó số lượng VRAM của nó cũng bằng như này thôi. Mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm cạnh tranh được với Titan RTX về khoản làm việc. Thì bây giờ chúng ta sẽ phần trải nghiệm hiệu năng. Thì các bạn phải lưu ý một chút, thì phiên bản mình đang có đây là phiên bản OC rồi, thế nên nó sẽ có cái tính năng trực tiếp trên BIOS luôn. Các bạn có thể gọi là
bật tắt trực tiếp ở trên cái khu vực này, nó sẽ có một tính năng, đó chính là tính năng gaming OC, thì quạt nó sẽ quay nhanh hơn, nó sẽ mát hơn. Và tính năng silent nó sẽ nóng, và nhiệt độ khi mình thử qua Fermax nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng độ 65 độ C. Mình test trong phòng điều hòa 28 độ C, mức nhiệt phải nói là rất ấn tượng. Đầu tiên mình không nghĩ là nó có mức nhiệt nó ấn tượng như vậy đâu, nhưng mà mình đã tìm hiểu được lý do, đó chính là cái quạt của nó, ba quạt này nó quay 72%, và các bạn sẽ nghe tiếng hú tương đối to đấy, thì khi đấy thì cả bạn nó sẽ mát hơn. Một số bạn nếu mà không thích cái kiểu tiếng hú to thì các bạn hoàn toàn có thể khả năng tính năng silent, khi đấy quả bạn sẽ quay chậm hơn, thế nhưng nhiệt độ nó sẽ cao hơn, nó rơi khoảng độ hơn 70 độ C. Chúng ta sẽ đánh đổi một chút. PCIe 4.0 trên tất cả các mẫu card đồ họa RTX 3000 series nó sẽ hiệu quả nhất đối với những bạn nào sử dụng SSD phải là 4.0 có tốc độ đọc và ghi rất cao, thì khi đấy tốc độ load game nó sẽ cải thiện. Còn đối với bạn nào mà quan tâm tới hiệu năng nó có thay đổi hay không, thì thực tế ra hiệu năng sẽ thay đổi khoảng chừng 1% khi so với PCIe 3.0. Có thể kết quả vừa trải nghiệm vừa rồi sẽ khiến một số bạn kiểu là hơi thất vọng một tí, bởi vì tại sao cái phiên bản RTX 3090 này FPS nó lại không cao? Bởi vì các bạn phải nhìn thấy đó chính là mình chơi game trên độ phân giải 4K trên màn hình của LG. Bộ phân giải 4K nhé, 60Hz thôi. Sắp tới thì mình chắc chắn sẽ có test trên màn hình 144Hz, và toàn bộ setting mình đều kéo max hết, kể cả tất cả khử răng cưa.
X16 kéo hết lên luôn, có gì mình kéo hết. Thế nên ấy, cái FPS các bạn nhìn thấy nó sẽ loanh quanh khoảng chừng 60. Và nếu như các bạn nào mà kiểu thích cái chơi setting mặc định ấy, tức là các bạn chỉ cần kéo này, hai setting này, ultra setting có sẵn thôi nhá, thì FPS của nó rất cao, nó hoàn toàn có thể vượt được 100 FPS. Và một số tựa game nó hỗ trợ tính năng DLSS 2.0 thì FPS của nó rất cao. Ví dụ như kiểu Shadow of Tomb Raider, nó hỗ trợ DLSS và Ray Tracing, và các bạn nhìn thấy FPS của nó rất ấn tượng, loanh quanh khoảng chừng 80-100. Đó là tựa game như kiểu Far Cry, FPS của nó cũng vô cùng tốt, hơn 100 FPS cơ, chỉ được phân giải 4K hẳn hoi nhá. Thì tất cả các thành phần linh kiện khác thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì đầu tiên là CPU Intel Core i9 10900KF. Đợi một chút mình sẽ lấy hộp nó. Đây, 10900KF. Có thể một số bạn hơi thất vọng một chút, bởi vì rõ ràng i9-10900K nó đặt trong mỗi hộp vô cùng ấn tượng, vô cùng đẹp, các bạn hoàn toàn có thể trưng bày được. Thế nhưng cái dòng KF này nó không được đặt trong hộp ấn tượng như vậy. Cái dòng KF này thì thực tế kiểu cái thông số của nó vẫn giống hệt cái dòng 10900K thôi. Thế nhưng nó cắt đi cái đồ họa tích hợp, và mức giá của nó sẽ rẻ hơn khoảng chừng vài trăm nghìn tùy từng nơi bán. Các bạn mua ở đâu thì mức giá của nó cũng khác nhau. Thì bên mình nó chỉ chênh nhau khoảng vài trăm nghìn thôi. Một mức chênh theo như mình thấy thì nếu như bạn nào không cần đồ họa tích hợp ấy, thì hoàn toàn có thể chọn phiên bản 10900KF này để sử dụng, để tiết kiệm chi phí. Các bạn có thể đầu tư thêm hệ thống quạt tản nhiệt giống như mình đang có ở đây, để bộ cây các bạn nó vừa mát hơn mà nó cũng lấp lánh hơn nữa. Về phần RAM thì cũng đến từ Gigabyte luôn. Đây là tổng cộng dung lượng là 32GB. Mình test đó chính là bus RAM là 3200. Tất nhiên phải bật tính năng XMP lên để bus RAM sao phù hợp nhất. Và bên đương nhiên nó cũng đến từ Gigabyte luôn. Nói chung hoạt động bộ hết luôn cho nó xịn sò. Và vỏ cây đến từ Cooler Master. Và Intel Core i9-10900KF này tất ra thì mình nghĩ là từ 10700K trở lên các bạn nên đầu tư các dàn tản nhiệt nước, tối thiểu phải những dàn nước 240mm ấy, thì sẽ phù hợp nhất để mức cái nhiệt độ cũng như là về hiệu năng nó đảm bảo ổn định trong thời gian dài, và kể cả bạn render nó vẫn có thể đáp ứng được. Và nếu như các bạn quan tâm tới cái sản phẩm như thế này, RTX 3090 Gaming OC tới từ Gigabyte có mức giá 49.500.000 đồng, một combo i9-10900KF giống như này, bên Z490 Aorus Master cũng của Gigabyte luôn, hay thậm chí các bạn lựa chọn màn hình 4K cho nó phù hợp nhất đối với sản phẩm này. Màn hình 4K của LG như mình đã test rồi, nó cũng cho một cái trải nghiệm phải nói là tương đối ổn nếu có thể sử dụng trong một cái nhu cầu chơi game này, làm việc nữa. Thì đường link tất cả sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video, nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alphard Promoter để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình to trong tương lai. Hẹn lại các bạn ở trong video tiếp theo.